Hello các bạn, chúng ta cùng chơi tài game chơi iPad nha. Game đầu tiên là một game ghép thành một đồ vật có nghĩa gì đó. Đây, nó cho chúng ta những món đồ này. Không phải là... Đây, mình nghĩ là ghép một cái đồ chèo. Cái này đúng rồi. Không phải. Ủa, cái này. Mình nên đặt như thế này à? Như thế nào cái này sẽ để đâu đây nhỉ? Đây là cái gì nhỉ? Mình không rõ lắm. Nhìn hơi lạ một chút. Nhưng không sao, chúng ta làm hình thế nào? Đây, cái này đúng rồi. Ủa, không phải. Ô tô à? Một chiếc máy cày, úi trời ơi tuyệt vời. Thì ra một chiếc máy cày. Và tiếp theo, đây một chiếc bút chì. Đây. Đồ này đúng, đúng cái này đúng rồi. Cua vào những này. Không rõ là cái gì luôn nha. Đặt đâu đây ta? Mình để như thế nào đây nhỉ? MacBook. MacBook. Chiếc iPad à? Lắp nào cho giống đây nhỉ? Thế nào đây nhỉ các bạn? Chả rõ như thế nào nữa. Còn gì không? Không còn gì, không mất những hạt bá này thôi. MacBook là cái gì nhỉ? Không phải. Lắp vào đâu ta? Thôi mình đã chuyển lên rồi, cái này khó á. Tiếp theo, Hero Archery. Chọn màn phi tiêu đi. Có rất nhiều game chúng ta lựa chọn đấy. Nhất thì bắt đầu. Đập về. Chiu. Rất là nhanh luôn nha. Tuyệt cú mèo. 80 hit. Bắt đầu chơi thôi. À, đầu tư lực lên. Chết nè. Hết sò. Win rồi. Nhanh thế nhỉ. Tiếp. Ui, hai thằng luôn. Chết nè. Kinh chưa, kinh chưa. Chết nè, chết nè, chết nè. Hết sót x6. Vậy mình đã qua màn rồi. Tiếp nào. Ui, mặt trăng này. Piu. Một con hạc này đây. Chết rồi, rơi cả táo rồi các bạn. Chết luôn. À, gặp mấy thằng cầm dao à? Con này cũng biết phi người à? Tan xương luôn. Mấy thằng quái vật này. Đấy. Quà thu thập à. Rồi, mình sẽ chuyển game thôi. Cái tiếp theo là Ninja Hero.
Điểm cao này. Xem điểm bao nhiêu nào. Ồ, không có tiền. Mình sẽ chơi thôi. Bắt đầu nha. Màn này này, chúng ta đã qua màn này rồi. Một mặt trời mưa nha. Phi tiêu. À, mấy tên cướp và mấy con chó sói. Bọn tép riêu này. Nhặt được một lọ mana. Hai lọ mana này. Mình đã tích được hai trưởng cùng một lúc rồi. Sau bao nhiêu ngày tháng chống chọi với những thử thách khó khăn. Ui. Rơi xuống dưới mất tiêu rồi. Quá là đáng tiếc. Lại nha. Phi tiêu, phiêu phiêu phiêu. Ôi giời, con rơi cắn mình. Cắn làm sao mà cắn. Phi tiêu nó. Những trường ở thế này. À, ăn một viên được hai trường luôn, ngon. Ăn một lọ nước này được hai trường luôn các bạn ạ. Ăn máu phải không? Nè, chết đi. Chó sói à, chó sói à, mấy thằng cướp này không đủ trình độ à. Chúng ta là một ninja đích thực. Đến boss chưa vậy? Chết này. Úi dồi ôi, một trường bay đi là tiêu diệt hết bọn này luôn. Đó. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Vừa chạy vừa phi tiêu, phi vào đít thôi. Nhanh ạ, ấn nhanh để phi. Ông ấy cứ con sói các bạn ạ. Đấy, chả, tớ mình cần không phải máu mà là một lọ năng lượng để chúng ta có thể bắn trưởng không này. Chính là nó. Chính là nó. Yeah, vàng. Ui, vàng rơi hết xuống hố rồi. Thật không may mẹ người đã được đưa vào thành rồi. Hãy cẩn thận vì có rất nhiều quân lính đó. Ok man, nhưng người trang bị vũ khí mạnh hơn. Cảm ơn ông. Tôi sẽ đi đây. 450 à? Chả trang bị được cái gì đâu. Mình sẽ chuyển game thôi. Tính tiếp theo, Battle. Đấy, chả mới vào đã cười điều mình rồi các bạn à. Bắt đầu luôn nha. Đó, để tam giác. Anh em sâu lên. Để chết mọi người luôn. Đánh nó. Giết hết mọi người. Quả kéo à, ôi trời ơi. X quảng cáo thì vào thôi. Tiếp theo là màn chiếm thành thì phải. Rồi, một bọn bên trong này cầm rất nhiều đồ nghề xịn. Mình đã nâng cấp được con lên.
Đứa con chúng ta khỏe hơn rồi. Chiến thuật rồi. Chiến thuật xịn sò rồi. Đánh nó. Úi dồi ôi, quá gắt luôn. Tuyệt vời, nhận được 1.229 vàng, 29 đô la. Chúng ta chuyển sang game tiếp theo nào. Game tiếp theo là Philip Potter, Philip 3D. Lật chai nha các bạn. Ui ở trước thùng rác. Xem một chiếc ghế sofa. Ui ôi. Ui, xe cảnh sát. Về đích thôi. Chiếc xe cảnh sát đưa mình tới gần đích hơn. Chiu chiu. Oh no. Úi trời ơi, cháy rồi. À, phải đợi cái lửa qua đã các bạn ạ. Rồi hiểu. Nhanh nào. Không sẽ bị cháy chai mất. Về với cái nào. Tuyệt vời chưa. Màn tiếp theo. Một bức tượng ở đây luôn. Ái chà, may còn nhảy lên cục đất đấy. Piu. Piu, về đích à. 50 kim cương. Xem bao nhiêu này. 1.000 kim cương thì chúng ta hãy đủ mua một chai khác. Nhớ chơi một cái chai khác. Chai này đi. Bật qua đây. Bật lên này. Bật lên này. Sợi cái xe này chở mình đi nha. Về đích, quá ngọt. Ui dồi, tí cháy. Rơi hết cả thư rồi. Trời ơi. Tiếp nào. Đứng trên cái bức tượng này luôn. Bật lên này. Ây ạ. Ui rơi chai rồi. Nó chuyển lên đâu rồi. Tiếp theo là Lucky Lotter. À, một cái bàn trộm. Mình sẽ vào đây vào hót bạc trong căn nhà này. Úi giời ơi. Úi giời, quay bên này à? Quay đi rồi. Hót nốt đống ngoài này. Chuồn thôi. Xoay, lên xe chuồn luôn, không ai biết gì. Siêu trộm mà. Nhẹ nhàng. Superman, đây là trang phục Superman của mình. Superman ăn trộm nó mới ngầu. Vơ vét giải thưởng. Vơ vét giải thưởng à. Chưa thôi. Tôi lấy được hết đồ là mình sẽ được 3 sao nha. Tuyệt vời. Ai nhà phá cổng đằng sau để chui vào. Nước đi hay đấy. Đây một bánh xe. Hot hết. Còn à còn cái cây cột này. Chảy ra đây. À không chảy được. Cho nó biết cũng không làm gì được, lên xe chuồn luôn. Tiếp theo. Đấy, chà. Bị bắt rồi, Superman bị bắt rồi. Cẩn thận hơn nào. Hót hết. Theo hàng hót hết luôn. Rồi, 3 sao rồi, chuồn thôi. Mình rất ăn trộm nhà này. Úi, bể bơi, đây là một cái bể bơi nha. Pip, 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 pip. Ui. Sao không chạy được tiếp lại nha. Thế mình đã thu hoạch được hết rồi.
Chạy vòng quanh mình bơi luôn các bạn ạ. Lên xe chuyển thôi. Mình đã chuyển game thôi. Tiếp theo là một game cứu người nha. Graham Thành chúng ta tìm cách cứu thằng nhóc này. Bật lên đây. Một đấm. Đấy chính là cái bẫy nha, không phải học quà đâu. Ha ha. Chó cũng nhảy lên và bị một cú đấm. Tiếp theo. Ủa. À. Lại lại đây, đầu tiên mình sẽ phải phá cái này. Cho quả bóng xuống, cho con gấu xuống. Gấu dính bẫy. Vậy là chúng ta sẽ thoát được. Phải suy nghĩ những nước đi là đúng đắn nha. Chết con gấu trong này. Một đấm bay lên đây luôn. Một đấm quá là kinh khủng luôn. Cú đấm to như cái nhà. Tiếp theo cho cái này xuống đây. À nhầm 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 nhầm. Đầu tiên cho này xuống. Ô không phải rồi. Đầu tiên mình rồi cho này ăn phải con dao các bạn ạ. Đó. Rồi cho này chạy thôi. Khẩu súng thì vứt vào đấy thôi, không tác dụng gì đâu. Tiếp theo. Phá là gì và cho hai ông này ăn hộp quà. Hộp quà này. Đó, chính là quà đó. Quà là hai đấm. Continue. Xem nào. Đây. Chết này. Chuồn ra đây. Sao lại thế được chứ? Phải làm gì đây? Đấy, chuồn thôi. Nước đi khá là đúng đắn nha các bạn. Rồi, mình đã chuyển game rồi. Tiếp theo, to ghê răng. Một game toàn thép, chúng ta sẽ trồng người lên và chạy về đây. Bay qua đây, sợ. Bay lên. Một anh chàng to con nha. Chúng ta chạy map tuyết nhưng vẫn có người mặc quần đùi luôn. Kinh đấy. Bay qua đây, bay qua đây. Rồi, về đây rồi. Về đây chỉ cần một người là được. Là qua màn rồi. Tiếp theo. Nhảy. Vẫn là map tuyết à. Không biết ở dưới này là nước hay gì đóng băng hết rồi. Nhảy nha. Ui. Nào, nhảy không chuẩn rồi. Lại nào. Chúng ta phải nhảy thật là chuẩn để về đích còn được ăn cái dương vàng chứ nhỉ. Chủ quan quá các bạn ạ. View. Win. No way. Không được. Hư mấy người là không được rồi các bạn ạ. Ây da. Chúng ta sẽ chọn nhân vật khác. Chọn nhân vật nam đi nhỉ. Mua một nhân vật mới đi sao phải sẵn nhỉ. Một ui bà này. Mua đi. Mua nhân vật mới xịn sò hơn đi. Đó. Cứu hộ. Được. Nhân vật này có vẻ hợp lý. Chạy nào. Vẫn cứ chạy về phía trước mặc kệ những người khác. Đường ta cứ bước nào. Một người đó một người là không thể ăn được cái giường này. Tiếp này. Mình chạy ngoài mặt trăng luôn thì ghê vậy. Nhảy lên. Chuẩn nè. Chuẩn nè. Piu.
Hai người đã bị chặn lại rồi. Rồi. Ui dồi ôi, lăn quay đấy luôn. Về đích rồi và mình sẽ kết thúc video đấy thôi. Chào các bạn nha.